mới khóc nỗi đau này. 90% là siêu hát. Wow, Dragon City Mobile, vàng vàng. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tới phần tiếp theo cho mọi người. Thì nếu như cái clip này mà đạt được con số đó là 2000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tới với clip Dragon City tiếp theo. Còn nếu nó không được thì mốt nha mọi người. Ok, và không biết là hôm nay mình để face cam như này các bạn nhìn có đẹp trai không? Hiện tại thì mình đang cắt quả đầu mới. Đấy. Hơi béo một tí nhưng không sao. Ok anh em, thì nếu các bạn thấy thích thì nhớ bấm like để ủng hộ cho mình nha. Bởi vì là dạo này mình cũng hết tiền rồi, mình cũng lười chơi game mấy cái thể loại game pay to win. Chơi pay to win là phải nạp tiền mới chơi được mọi người ạ. Mà cái mấy cái game này mà không nạp tiền thì cũng không có gì để làm á. Cho nên là hôm nay kiểu gì thì kiểu cũng phải nạp tiền thôi anh em ơi. Đấy thì như mọi người đã biết là sau mấy hôm dành dụm không chơi Dragon City, hôm nọ nạp thì cũng hết tiền. Thì hôm nay mình đã dành dụm vào ở cái gì đấy. À con này của sự kiện lần trước à, vậy sự kiện lần trước mình chưa kịp lấy đấy mọi người. Khá là buồn. Ô, các con giống Minecraft cầm cái cúp kim cương anh em ạ. Nhìn cũng khá là xịn sò con bò đấy. Ô mà sao nó cứ ra cái con giống này ấy nhỉ? Bây giờ mới để ý nó ra con này hoài luôn đấy anh em. Đây, hiện tại thì cũng đang bán mấy con rồng Legend này. Mấy con rồng Legend cũng khá là xấu. Không thích lắm anh em ạ, không thích mua lắm. Ê, con rồng Minecraft kìa. Hồi nãy mà đây con này anh em. Ua, cưỡi cân đầu vân. Sau rồi tay thì cầm mấy cúp kim cương à. Nhìn có vẻ ngon đó nhỉ, có nên mua không ta? Thôi thì nếu clip này được 2000 like thì ngày mai mua luôn, không được thì thôi ha. Rồi thì mấy này thì mình vẫn nhờ Uyên xem quảng cáo của mình thôi chứ mình cũng lười chơi đấy mọi người. Bây giờ nhiệm vụ của mình vào là mình chỉ mở mấy cái dương này thôi anh em ạ. Khá là xịn. Đấy. Bình thường mình hay để cam như kia cơ. Hôm nay mình để dưới đây cho nó nhìn nó gần anh em ạ. Nhìn cho nó thân thiện. Anh em thấy thân thiện không? Quá là thân thiện luôn. Đuổi lên để gần nó nhìn cho mặt cho nó rõ anh em ạ. Cái phòng của mình nó cũng chả có gì. Có mỗi cái cam này, đây, để như này nhìn cho nó rõ, anh em thấy rõ hơn không? Mình nhìn cái cam nó hơi delay ấy. Cam này của mình hồi trước mua một đống tiền mà sao bây giờ nhìn nó cứ bị delay cái kiểu gì đấy anh em ạ. Nhưng mà không sao, để cái cam gần nhìn cho nó thân thiện đấy các bạn ạ. Rồi, giờ chúng ta sẽ mở cái này ha. Mở nốt cái này, sau đó chúng ta sẽ tới với lại cái này. Ủa, mình có 10 trên 7 à. Thì xem là cái dương này thì 100 gem. Nói chung là mở ra 100 gem là ngon. Thế thôi, 100 gem. 5 gem anh em, 5 gem 5 orb với 5 miếng demigod. Rồi cũng không sao. Còn 23 ngày nữa là kết thúc cái sự kiện này nhá mọi người. Bây giờ nó ra cái sự kiện bay mới rồi. Bay mới mà mình vẫn chưa chơi được ở trên máy tính các bạn ạ. Cái này thì mình có thể tải được và chơi ở trên máy tính nha. Ở trên đó nhìn dưới đây. Cái này mình có thể tải được và chơi trên máy tính nha. Nhưng mà chơi trên máy tính nó không có mở full được. Thề với các bạn đấy, cái này nó rất là lừa nhá. Mình tưởng 100 điểm mà được 100 gem, nhưng mà hình như được có 5 gem thôi. Các bạn thấy không? Nhìn cú lừa dã man con ngan con ngỗng không. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đây là tiền là du hoạch cái đã. Đó, ui giời. Hôm nay mình sẽ unlock nha mọi người. Unlock cái device pass. Rồi xong, hôm nay Uyên chưa xem quảng cáo cho mình rồi. Thật là tuyệt vời ông mặt rời. Nhưng mà không sao anh em ạ. Ấy có nhiệm vụ mới rồi. Nhiệm vụ bang mới rồi. Ai chà, mấy bạn ở trong bang mình làm nhiệm vụ chăm chỉ có ta. Win Battle Arena. Rồi hiện tại mình vẫn chưa làm, chắc là mình làm thôi. Làm xong rồi gần hết sự kiện mà ai không làm thì mình sẽ kích ha. Bởi vì là khá là nhiều bạn. Mới này có quá nhiều bạn kêu là anh Vũ ơi, anh cho em vào bang với anh với anh Vũ, em xin anh ấy. Đấy, thực sự luôn mình không muốn kích đâu. Nhưng mà thôi, ai lười làm mình sẽ kích ra ha. Còn mình thì mình không kích mình đâu. Bởi vì mình là trưởng bang mà. Đây là cái lợi thế của việc được làm trưởng bang, các bạn thấy thích không? Đó, cho nên là bạn nào mà ở trong cái bang của mình mà không chăm chỉ làm việc thì mình kích ra thì các bạn chịu nha. Còn mình thì mình trưởng bang thì không bao giờ mình tự kích bản thân mình đâu, cho nên các bạn cứ yên tâm đi. Đây thì hôm nay chúng ta sẽ mở cái này ra ha. Mua cái gói này. Đấy. Mới hôm nay dành dụm nó có tiền rồi anh em. Cứ nhìn lên trên thôi. Hôm nay mình để cái cam dưới đây là phải nhìn lên dưới. Đấy, nó thân thiện anh em. Các bạn nghe tiếng mồ mố không? Đấy, mồ mố. À, bay.
200k. Không sao. Đây, chúng ta nhận được con rồng xịn nha. Đầu tiên là mình cứ lấy những cái gì ngon đi. Đầu tiên là một chú rồng xịn này. Con rồng này có hồi sinh không nhỉ mọi người nhỉ? Hình như là con rồng này có hồi sinh hay sao á. Khá là ngon nha. 10 gem rồi. Hy vọng là được với con rồng legend mới. Đầu tư mấy cái này thì kiểu gì cũng được đồ ngon. Con này có rồi anh em. Trời đất ơi, con này có rồi. Cái free food này không ngon nha. Cái này phải cái lá màu vàng cơ mới ngon. Chứ cái lá màu xanh thì cũng không ngon. Lá màu xanh, lá màu bạc không ngon nha. Cái này ngon này anh em. Ơ, mình tưởng là cái này là cái gói có thể ra được con legend chứ. Mà không phải anh em ạ. Nó phải không có chữ H cơ. Thì tỷ lệ ra được một con legend cao. Ôi cũng không có gì nhiều đâu anh em ơi. Nói chung là mua cái này thì cũng được lợi lợi cái game. Nói chung là cái này thì bắt buộc phải mua thôi anh em. Cái này nếu mà dân cày chay mình nghĩ cũng nên mua. Bởi vì là mua rồi nó có lời. Cái lá màu vàng này anh em. Cái lá màu vàng mình muốn nói với mọi người này. Đó. 2.6 triệu trái cây các bạn thấy không? Ngoài ra chúng ta còn thêm một quả trứng mythical nữa. Cái này nên mua nha mọi người. Ôi, con Duck Knight mình có chưa nhỉ? Hình như là mình có rồi hay sao á. Để mình lên mình tìm nữa. Hình như là mình có rồi anh em ạ. Nhưng mà cứ lên tìm Duck Knight. Tìm legend đúng không? Đấy, xem nào. Có rồi hay sao anh em ạ? Ấy, có rồi các bạn ơi. Duck Knight Dragon. Thế thì chúng ta phân tách ra và nâng cấp sao lên thôi. Thực ra thì bây giờ mấy con rồng legend đấy mọi người thì nó không cần thiết lắm. Không biết các bạn thấy thế nào chứ thực ra thì mình thấy mấy con rồng nó không cần thiết lắm anh em ạ. Nó không có ngon. Rồi giờ vào chơi cái sự kiện này chút xíu à. Đấy thì mình tải ở trên cái Windows thì mình tải được rồi đấy các bạn. Nhưng mà máy của mình nó là Win 10. Nó chưa update lên Win 11. Thì mình không biết là ở cái Windows Store này các bạn. Microsoft Store thì không biết là cái đấy nó như thế nào. Nhưng bây giờ mình chơi ở Win 10 nó không cho chơi toàn màn hình các bạn ạ. Cho nên là mình chơi tạm ở trên giả lập. Chứ không thì nếu mà nó chơi trên màn toàn màn hình thì mình cũng chơi rồi các bạn ơi. Mình cũng hơi tiếc về cái vấn đề đấy một chút xíu. Nhưng mà không sao, bôi cao thì sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền. Nhưng mà mình hết tiền để mà bôi đấy các bạn ạ. Thề chứ các bạn thấy ngày xưa Vũ Lít một thời nạp rất nhiều tiền vào cúng cho game. Nhưng bây giờ Vũ không nạp vào nữa là mọi người biết là dạo này Vũ nghèo đến mức độ nào rồi. Một phần thì cũng là không có tiền. Một phần là cũng để dành nữa anh em ạ. Dành dụ. Sau nhiều năm gọi là làm YouTube mà làm được bao nhiêu thì trả lại cho người xem những cái sự vui vẻ hết. Nhưng mà bây giờ thì Vũ Lít bắt đầu chuyển qua dành dụng rồi mọi người. Dành dụng với cả là bạn nào có thì ủng hộ thôi. Chứ Vũ Lít dạo này cũng không có nhiều kinh phí để có thể nạp vào game như trước nữa các bạn ơi. Cho nên là mọi người thông cảm mà. Ê! Một tình huống gọi là di chuyển cực gắt đến từ vị trí của Vũ Lít. Ê! Ui dồi! Ua, hình như là full 5/5 rồi đúng không? Thôi không sao, 21.000 điểm anh em ạ. Cũng được. Một cái kỷ lục mới của Vũ. Đây nó cho mình 5 kim cương hay 2 kim cương để trả nhớ. Ê, chưa đủ à. Đấy, nói chung là xong cái này sẽ được bao nhiêu kim cương ấy. Và con rồng huyền thoại của cái đợt này là con rồng gì đấy? Bây giờ là một cái như kiểu là bây giờ mỗi lần mà nó kết thúc một cái sự kiện đấy anh em. Cứ nhìn lên trên là nó có một cái loạt rồng nhá mọi người. Đây nó sẽ có một loạt rồng cắn lưỡi. Nó sẽ có một loạt rồng anh em ạ. Thì rồng này là rồng nó có cái huy hiệu này. Mình không biết cái huy hiệu này là cái huy hiệu gì nhá. Nhưng mà bây giờ nó cứ có một cái loạt rồng này anh em. Đấy nó sẽ là như thế. Mình cũng chưa biết cái huy hiệu đây là huy hiệu gì. Thôi chơi thêm phát nữa đi. Ok. Để mình lấy ít game anh em ạ. Chơi mấy sự kiện này chỉ có lấy game thôi anh em ơi. Xíu ra chắc là xem quảng cáo để lấy mấy cái nút bạn nút vàng anh em ạ. Nút vàng YouTube để mốt là mình có thể kiểu tích lũy đấy các bạn. Một tháng là chúng ta có thể tích lũy được một con rồng VIP Mythic thì chả có lý do chúng ta không tích lũy đâu mọi người. Một năm mà được 12 con rồi. Đấy, cũng có thể gọi là review thêm đôi chút. Nhưng mà dạo này công nhận đấy các bạn là mình hơi bận một chút xíu, cho nên là mình không có thời gian chơi nhiều. Đa phần là mình để Uyên vào chơi là chính thôi mọi người ạ. Bởi vì dạo này thực sự là cái số dư tài khoản nó không có nhiều, cho nên là phải cố gắng dành dụm chất góp chất chiêu từng đồng các một anh em ơi. Ôi cái gì á, trời ơi, với những người chơi hệ giả cỗi như tôi thì làm sao tôi có thể qua được những pha như thế đấy. Ảo thế nhờ, các bạn thấy không, đôi lúc ở game nó có mấy quả ép thật đấy chứ đùa đâu, ép bồ thật.
Mấy quả Apple quá anh em ơi, chịu không có nổi. Đấy. Đấy, nói chung là đi ở trên mấy cái giả lập này nó cứ bị cà giật đấy các bạn. Nếu như bạn nào mà có máy tính thì các bạn nên chơi ở trên Microsoft Store nha. Microsoft Store. Đấy, thì thực ra là mình chơi cũng được thôi, nhưng mà nó bị một cái là nó không có toàn màn hình được, cho nên là mình quay clip và mình không thích không toàn màn hình nhìn nó có sao ấy mọi người. Cho nên cho nên là mình quay thì mình để như này đấy mọi người, cho nó toàn màn hình cho các bạn xem cho nó thích, với cả là mình chơi nó nhìn nó cũng thoải mái. Ủa, từ từ nhá, kỷ lục mới của Vũ đây. Kỷ lục mới của Vũ đây anh em ơi, các bạn có tin không? Chô, mượt. Quá đẳng cấp. Chết rồi anh em ơi. Ui, nhanh quá. Ê, ôi cái gì này? Chịu, thôi được kỷ lục mới của Vũ rồi, 32.000 điểm. Lần đầu tiên mình đạt được con số 32.000 luôn anh em. Ok, vượt qua được hai cái luôn, 5 game và được một quả táo xanh. Ok, quả táo xanh thì cũng sida đó anh em. Quả táo xanh là mấy chục nghìn là phải, 76.000. Quả táo bạc thì là mấy trăm nghìn đấy. Còn quả cứ nhìn lên trên nhỉ, quả sorry mọi người, từ từ nhá, mình sẽ từ từ mình quen nhìn xuống dưới. Đấy, quả táo xanh sẽ 76.000, quả táo vàng sẽ được 200 mấy nghìn, còn quả táo quả táo bạc sẽ 200 mấy nghìn, còn quả táo vàng sẽ là 2 triệu anh em ạ. Đấy, nói chung là như thế. Ok anh em, rồi trồng lại cây này. Đó, cho đi đấu trường hả? Mình có nên cho đi đấu trường không ta? Cái nhiệm vụ giải cứu này cũng sắp hiện hết hạn rồi đấy anh em, còn 4 ngày nữa. Mình đang tích được 3.000 này, mình đang suy nghĩ là có đi nổi được con này hết không đây này. Cảm giác là nó không đi nổi được đấy các bạn. Đâu rồi cái con chúng ta đang đi đâu, không phải con này. Con mà chúng ta đang đi, ủa, đây con này, còn 10 bước nữa. Nhưng mà một bước 1.000 lận đấy anh em ạ. Thôi chắc để dành đi con kia thôi anh em. 10 bước nữa chắc là hết mười mấy nghìn đấy anh em ơi. 15.000 là ít đấy, cho nên là thôi ha, bỏ con này đi, rồi chúng ta sẽ để dành chờ 3 hôm nữa đi con này đi anh em. Chắc là chờ 3 hôm nữa đi con này chắc là đẹp đấy. Mình thấy là cái sự kiện thành phố là sự kiện dễ nhất để mình lấy mấy cái con rồng legend này rồi mọi người. Khá là ngon để có thể lấy được rồi đấy. Đấy, cho nên là cũng khá là ok ba con dê. Rồi, bây giờ ta sẽ like lại mấy con này ha. Đấy, ủa sao lại ra con rồng lá với rồng băng nhỉ? Rõ ràng là trước mình có like con rồng lá với rồng băng đâu mà sao bây giờ nó lại ra con rồng lá với rồng băng ta? Đấy, mấy nay thì mình cũng không muốn cho đi đánh lắm. 35 tiếng thì tỷ lệ cao ra con Epic hoặc con VR nhá mọi người. Thậm chí là có thể ra con R luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bán này đi nè, cho hai con này ra. Thì ở trên cái đảo Lai kia là một cái con khá là xịn này, không biết nó là con gì. Ui dồi ôi, một con R. Con này là con C luôn đấy hả? Cùi quá hả? Rồi ta sẽ tiếp tục breeding ha. Rồi cái hai con này tăng tỷ lệ. Và new, có chữ new là ngon. New 25 tiếng à, 25 tiếng và new thì tỷ lệ ra rồng legend không cao đâu anh em, không cao lắm. Còn new 10 tiếng thì chắc chắn là dòng C hoặc R thôi. Cái này thì tỷ lệ ra legend cũng có này, nhưng mà cũng không cao anh em ạ. Rồi bây giờ ta sẽ vào ghé qua đấu trường một chút xíu ha. Đấy, mấy hôm mới làm một clip cho nên là cũng phải làm một cái clip nó dài dài xíu cho mọi người xem cho nó đã. Ủa thôi xong rồi, như mình cho mấy con rồng ấy đi ấy hết rồi anh em, đi đẻ thôi, mình cho rồng đi đẻ thôi, cho nên là bây giờ hơi cùi. Không sao, mình sẽ luyện con này lên bạch kim luôn anh em. Cho con Tây Hải Long Phương đi đẻ rồi anh em ạ. Đây là thôi để bé bớt này farm vậy. Hôm qua các bạn kêu là đặt tên con này là tiệc bãi biển anh em. Mình thấy cũng được. Hay là mình đổi tên con này tiệc bãi biển đấy anh em. Được. Tôi sẽ đổi tên con này tiệc bãi biển theo yêu cầu của mọi người. Không phải mọi người đâu, có một bạn nói thôi. Nhưng mình thấy cái tên cũng được. Lần trước mình cũng có cái suy nghĩ là đặt tên con đấy là tiệc bãi biển rồi. Nhưng mà sau một hồi thời gian lại quên. Đấy, cho nên là hôm nay mình sẽ quyết tâm là mình sẽ đặt tên con này là tiệc bãi biển nha mọi người. Nghe nó cũng bánh cuốn. Đấy, tầm này thì một mình nó farm hết thì kiểu gì mà trả lên được đúng không mọi người? Kiểu gì mà trả lên full sao được. Ồ, mấy con này đánh strong liên tục luôn, tội nghiệp em tui. Ok. Thôi con này đánh strong luôn đấy hả? Ghê quá vậy, vậy là mình phải cho con này ra thôi. Astro hit. Chả đâu gì đấy. 35k. Ui con rồng phú lít đẹp dài. Game thủ chuyên nghiệp. Rồi không ăn thua anh em ơi. Chết tôi rồi. Không sao. Không có con nào có tuyệt chiêu khắc chế con này hết. Đây con này có tuyệt chiêu này đầu tiên thì là chiêu mạnh nhất rồi. Chết rồi sao cảm giác khó đấy nhở. 34 thôi chết rồi. Bắt buộc phải cho con này ra thôi. Chiêu mạnh nhất là chiêu nào? 1350. Nếu mà không tiêu diệt được nó thì
Ủi 100 đam cơ, 100k cơ mà. Khá là mạnh nhá. Khá là mạnh các bạn ạ. Thế mà mình cứ khinh thường con rồng của mình thôi. Từ đã nhá, giờ phải tìm mấy con nào mà nó không có chiêu khắc chế đấy. Chứ gặp mấy con nó có chiêu khắc chế khó đánh quá. Từ nhá. Con ủa, vampire này, con vampire này kinh lắm luôn đấy anh em. Đây. Con này được. Mấy con level 40 thì đánh được anh em ạ. Còn level cao quá thì hơi khó. Ui cái gì đây? 130k. Thiệt rồi. Gặp mấy con này nó đánh khắc chế cay thế nhở. Mình quên mất cái con nào. Con hệ nước thì chắc là sẽ bị khắc bởi hệ điện này. Cái gì đây? Hệ điện và hệ gì nhở? Đừng nói là khắc chế. Rồi con này không khắc chế. Thế thì cân 3 được anh em ạ. May là mấy con này chỉ là rank vàng. Tất cả là level nó thấp ấy. Không là mình toang rồi anh em. Đó. Vẫn chưa lên rank à bé? Lâu lên rank quá nhở. Rồi bây giờ mình sẽ đổi tên cho con chú bé. Giờ nó có nhiều lắm anh em. Nhiều con từ bãi biển lắm. Cho nên mình không biết con nào là con cấp 70. Đây, toàn cấp 19, 20 thôi. Hình như nó là một hòn đảo riêng lẻ cơ. Cứ vậy ở mấy hòn đảo chung với bọn này đâu. Đấy. Ở đây có khá là nhiều con rồng ở đảo chung này anh em thấy không. Đây. Hôm nay mình quyết tâm mình sẽ đổi con này thành tiệc bãi biển. Ok. Vậy là chúng ta đã có một cái tên mới cho con rồng này rồi. Và chắc là mình cũng sẽ tạm dừng cái clip ở đây ha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Và các bạn đừng quên là nếu như cái clip này mà đạt được con số đó là 2.000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tới với clip tiếp theo nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì bye bye.